Dạng sáng ngày hôm nay 30 tháng 7, Đoàn Kiểm tra Liên ngành Văn hóa Xã hội TP.HCM phối hợp với các đơn vị liên quan đã liên tiếp kiểm tra các điểm kinh doanh dịch vụ nhạy cảm, đồng thời phát hiện nhiều sai phạm tại các cơ sở trên. Tại thời điểm kiểm tra nhà hàng Dragon K, đường Trần Hưng Đạo, quận 5, TP.HCM, cơ quan chức năng phát hiện trong các phòng VIP nhiều khách vẫn còn say sưa hát karaoke, bên cạnh là nhiều tiếp viên nữ trong những bộ trang phục khêu gợi. Hơn 70 tiếp viên tại các phòng VIP cùng khách được đưa về trụ sở để làm việc. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản xử phạt nhà hàng nhiều lỗi, trong đó có những lỗi đáng chú ý như hoạt động dịch vụ karaoke không đúng với giấy phép, số tiếp viên ăn mặc mang tính chất khiêu dâm, số tiếp viên ngồi bàn vượt quá quy định, sử dụng tiếp viên nữ chưa đủ tuổi, trong đó có một tiếp viên nữ mới 13 tuổi, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, phòng cháy chữa cháy không an toàn,